Hello mọi người, lại với anh đây. Thì trong video ngày hôm nay chính là một cái video mọi người yêu cầu rất nhiều. Chính là anh sẽ giới thiệu cho mọi người một số cái outfit để mọi người có thể mặc đi học này, đi chơi này, đi học thêm này, dành cho các bạn học sinh sinh viên. Thì như mọi người đã biết, anh là một người yêu nước cho nên anh ưu tiên dùng hàng Việt Nam và các sản phẩm thời trang đến từ các local brand của Việt Nam. Cho nên trong video ngày hôm nay anh sẽ giới thiệu cho mọi người một brand đến từ Việt Nam, đồ rất là đẹp, rất là basic, rất là chất lượng. Bật mí cho mọi người, đây là một brand giày đến từ Việt Nam nhé. Bắt đầu video. Đức Anh cảm thấy mình như một ông già khi suốt ngày mặc đồ đen, nhưng mà học sinh sinh viên tươi sáng thì mặc màu gì bây giờ? Màu trắng đi. Thiếu gì nhờ, một đôi giày trắng. Đôi giày này là Dean Scott 2921 với phối màu trắng và xanh. Mặc dù là một mẫu giày khá là đơn giản và basic, thế nhưng mà độ hoàn thiện của đôi giày này thì rất là tốt. Kiểu dáng làm cho bàn chân của mọi người trông đầy và đẹp hơn. Mọi người đừng sốc nhé, đôi giày này chỉ có giá 350.000 mà thôi. Thiếu gì nhỉ? Tất nhiên là phụ kiện rồi. Ở đâu ra cái ô đây? Đưa anh chọn một chiếc sweatpants màu beige. Bộ trang phục này rất là tươi mới và hách tuổi luôn. Hà Nội thì đã vào thu rồi, thế nhưng mà ban ngày vẫn rất nóng, mọi người vẫn có thể mặc bộ trang phục này ra đường. Mặc gì đi học bây giờ nhỉ? Tất nhiên là thời trang bạn trai rồi. Với outfit này, đưa anh chọn đôi Dean Scott 110 Off-White. Đôi giày này có chất liệu canvas, kiểu dáng đơn giản, tinh tế nhưng mà không bị nhàm chán. Kể cả phần mông của đôi giày này thì cũng rất đẹp. Outfit trước đây sử dụng phụ kiện màu gold nhưng mà màu hơi brass một chút. Với bộ trang phục này thì anh sẽ sử dụng màu gold nhưng mà trông nó mới và sáng hơn. Outfit này vừa phù hợp với việc đi học này, đi hẹn hò này. Mọi người có thấy nó rất là sinh viên không? Giống như mấy anh khóa trên ở trong phim Hàn Quốc ấy. Đi chơi thì mọi người cầm clutch cho thoải mái này, trông không bị giống mấy anh thu họ đâu nhỉ. Đi học thì mọi người có thể sử dụng ba lô. Nhìn nữ anh có giống sinh viên quá không? Đi học về thì làm gì ạ? Đi chơi chứ. Với outfit này thì anh phối cùng với một đôi giày Dean Scott 1911. Đôi giày này nhìn thoạt qua tưởng là màu all white, nhưng mà thực ra nó có những cái chi tiết màu đỏ và màu da bò trông rất là cute. Đưa anh chọn phụ kiện màu bạc cho những trang phục có màu rực. Khi mọi người mặc những cái sweater như thế này thì mọi người hãy mặc bên trong một áo phông trắng và để lộ một chút màu trắng ở bên trong thôi. Chiếc túi này vừa có thể là sling bag, crossbody, bell bag, tất cả mọi túi mà mọi người cần. Cảm ơn mọi người xem hết video và cũng cảm ơn Dean Kotsu đã đồng hành cùng anh trong video ngày hôm nay. Thì như anh đã nói là Dean Kotsu là một brand giày đến từ Việt Nam, có chất lượng rất là ổn, kiểu dáng rất là dễ phối đồ và giá thành thì cũng rất là hợp lý cho các bạn học sinh sinh viên nữa. Các sản phẩm giày đến từ Dean Kotsu thì có mức giá rất hợp lý, chỉ từ 350.000. Giống như đôi giày này của anh ở đây thì cũng chỉ có mức giá là 350.000 mà thôi. Kiểu dáng của Dean Kotsu thì rất là basic nhưng mà không nhàm chán, rất là dễ phối đồ. Kích cỡ giày của Dean Kotsu thì cũng rất là chuẩn, hoàn toàn đồng đều với những cái sản phẩm mà anh đã mua từ những brand nước ngoài khác. Link mua hàng anh sẽ để bên dưới phần mô tả, sẽ có người máy AI để trực tiếp phục vụ mọi người mua hàng nhé. Ngoài những sản phẩm được anh đề cập ở trên video thì Dean Scott Shoe còn có rất nhiều những cái sản phẩm giày mà rất là đẹp và rất là dễ phối đồ. Khi mọi người mua hàng ở link bên dưới, với bất kỳ đôi giày nào mọi người mua thì mọi người sẽ được tặng một đôi tất bất kỳ. Và với 10 bạn nhanh tay nhất, 10 bạn đầu tiên mua hàng thì sẽ được code giảm giá 10% tất cả các sản phẩm, nên mọi người hãy nhanh tay lên nhé. Cảm ơn mọi người xem video, chúng mình sẽ gặp lại nhau ở tuần sau nhé. Xin chào, hẹn gặp lại.